Chùa Giác Hoa là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Bạc Liêu bởi lối kiến trúc độc đáo, hòa quyện một cách tinh tế giữa phương Đông và phương Tây. Chùa Giác Hoa được thành lập hơn 100 năm. Hiện tại chùa có một công trình nổi bật có thể nhìn thấy từ xa, đó là tượng Đức Phật Dược Sư cao 33 mét, tính riêng bức tượng, và cao 44 mét tính từ mặt đất lên, bao gồm cả khối nhà thờ. Sư cô trụ trì chùa cho biết, để hoàn thành công trình tượng này phải mất hơn 2 năm và bức tượng Phật Dược Sư có chiều cao như vậy được xem là rất ít ở Việt Nam. Chùa Giác Hoa xứng đáng là một trong những ngôi chùa đẹp và có tiếng ở Bạc Liêu. Đặc điểm thu hút khách thập phương còn là các kiến trúc đồ sộ, bình thường nhưng không tầm thường. Khi đến chùa ngoài cúng viếng Phật, cầu sự bình an và thanh tịnh cho bản thân. Du khách còn có thể tìm được cảm giác tĩnh lặng, thư thái sau những ngày xô bồ, mưu sinh với công việc đời thường. Ngôi chùa này có tuổi đời hơn 100 năm, nổi tiếng bậc nhất ở Bạc Liêu. Khuôn viên chùa được thiết kế và xây dựng với nhiều tiểu cảnh rực rỡ sắc màu, được đánh giá là đẹp như chốn thần tiên. Vì thế nên với những bạn yêu thích du lịch tâm linh thì chùa Giác Hoa là địa điểm không thể bỏ qua khi có dịp du lịch Bạc Liêu. Theo lời kể của sư cô Nghiêm Thành, trụ trì chùa, thì tên Giác Hoa là do cô Hai Ngó, người đã sáng lập nên ngôi chùa này đặt nên. Giải nghĩa về tên chùa thì Giác có nghĩa là giác ngộ, còn Hoa chỉ loài hoa sen thanh khiết, là biểu tượng quen thuộc trong Phật giáo. Vì thế, tên chùa chỉ một lòng hướng về Phật để giác ngộ và sống thanh khiết như một đóa hoa sen. Nhắc đến chùa Giác Hoa thì bạn sẽ được người dân địa phương kể cho nghe một câu chuyện khá dài về cô Hai Ngó. Cô là con gái lớn của ông Huỳnh Giang Hiệp và bà Nguyễn Thị Kiều. Gia đình ông bà Kiều xuất thân là lao động nghèo, sinh sống ở làng Châu Thới. Thời gian sau đó nhờ duyên làm ăn nên nhanh chóng trở nên phát đạt, giàu có. Trong bốn người con của ông Kiều thì chỉ có cô Hai Ngó là sinh ra từ lúc gia đình còn bần hàn. Vì vậy nên dù trở nên giàu có, cô vẫn rất hòa nhã, yêu thương mọi người, thấu hiểu những khó khăn, khổ cực của người dân nghèo. Cô sống cũng rất đạm bạc, giản dị, thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Năm 1914, đến tuổi lập gia đình, cô Hai nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ cưới một người tên là Thái Kim Chiêu, sống cùng xóm. Cha mẹ cô Hai cho vợ chồng ra riêng, tặng một ngôi nhà khá khang trang tại Kinh Thầy Ban, xã Châu Thới. Chồng cô Hai Ngó là người tốt, hiền lành, chịu thương chịu khó nên cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Nhưng không may, chỉ hơn một năm sau ngày cưới thì chồng cô bị tai nạn nên mất sớm. Đứa con đầu lòng của hai người chưa đầy năm cũng qua đời vì bệnh nặng. Hai lần chứng kiến những người thân nhất qua đời, cô Hai Ngó đau thấu tâm can, không còn vương vấn cuộc sống trần tục nên đã quyết định tìm đến chốn cửa Phật. Năm 1915, cô Hai Ngó đã thọ tam quy ngũ giới, được đặt pháp danh là Diệu Ngọc. Được Hòa Thượng Chí Thành, trụ trì chùa Phi Lai, Châu Đốc, một người rất tinh thông Phật học thuộc thiền phái Lâm Tế, thường gọi là Tổ Phi Lai, hướng dẫn cách tu tại gia, nhất là những việc làm bố thí, cứu tế xã hội. Từ đó cô theo lời thầy dạy, không chỉ tụng kinh niệm Phật ở nhà mà còn luôn ủng hộ, bố thí hoặc vận động nhiều người tham gia cứu tế những gia đình nghèo khó, bị thiên tai, bệnh tật ở các nơi. Cô không chỉ tụng kinh niệm Phật tại gia mà còn luôn làm việc thiện, bố thí, vận động mọi người cùng tham gia cứu tế những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, bệnh tật. Đến năm 1919, cô Hai Ngó đã làm đơn xin chính quyền cho phép xây dựng chùa tại nơi mình chôn nhau cắt rốn. Đơn của cô Hai Ngó đã được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 3 năm 1919. Sau đó, cô Hai đã nhanh chóng cho xây cất lên một ngôi chùa mang nét kiến trúc nghệ thuật đan xen của hai nền văn hóa Đông Tây. Nếu bạn chưa biết thì cô Hai Ngó cũng là cô của công tử Bạc Liêu Trần Trình Huy. Vì thế đến nay, nhắc đến chùa Giác Hoa, nhiều người vẫn ca ngợi đây là công trình của dòng tộc công tử Bạc Liêu tồn tại đến tận ngày hôm nay. Ngôi chùa có tổng thể các công trình kiến trúc lớn nhỏ, được bố trí chặt chẽ, cân đối, phía trước là chánh điện, phía sau là sân thiên tĩnh và ngôi nhà hậu tổ. Ngôi chùa xây dựng quay về hướng Bắc, mái chùa lợp ngói âm dương, toàn bộ khung sườn như cột, kèo, xiên, đòn tay, làm bằng gỗ căm xe và thao lao, nền lót gạch tàu, tường xây gạch. Hai bên chánh điện có nhà Đông Lan và Tây Lan. Có thể nói, ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ. Sau 18 tháng thi công,
ngôi chùa đã được hoàn thiện, khánh thành và đưa vào sử dụng. Chùa thờ Phật theo phái Bắc Tông và được đặt tên là chùa Giác Hoa. Sau khi xây dựng chùa xong, cô Hai Ngó luôn tham gia và thực hiện các công việc lợi ích xã hội như dạy học, giúp đỡ người nghèo. Ngôi chùa đi vào hoạt động không lâu, cô Hai Ngó giao ngôi chùa cho sư cô Diệu Ngọc đứng tên và trụ trì, còn cô Hai Ngó tiếp tục làm từ thiện đến khi viên tịch. Ngôi chùa còn là nơi truyền dạy Phật học, mở lớp an cư kiết hạ đầu tiên cho hàng trăm tăng ni đến học miễn phí. Hiện nay, ngôi chùa còn có trường trung cấp Phật học của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu quản lý, dành cho các ni cô theo học. Cả cuộc đời cô Hai Ngó đã làm rất nhiều việc thiện. Cô ủng hộ lúa gạo nuôi bộ đội ta, giúp đỡ rất nhiều người dân nghèo vượt qua nạn đói 1945. Chùa Giác Hoa cũng từng là nơi bộ đội ta trú ẩn, tránh được những đợt càn quét của thực dân. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1951, cô Hai Ngó đã về với cõi Phật. Dù cô ra đi nhưng những công ơn của cô vẫn được rất nhiều người dân Bạc Liêu ghi nhớ và kể cho các thế hệ sau. Vào những năm đầu thế kỷ 20, chùa Hai Ngó chính là ngôi chùa đồ sộ với lối kiến trúc rực rỡ, độc đáo nhất tại Bạc Liêu. Đến tận ngày nay, dù đã có tuổi đời hơn 100 năm thì ngôi chùa này vẫn giữ được sự khang trang, khiến rất nhiều người phải trầm trồ. Tính đến nay, chùa Giác Hoa đã có lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển. Trong khoảng thời gian đó, ngôi chùa cũng là chứng nhân của lịch sử và là nơi bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Chùa Giác Hoa ngoài kiến trúc gỗ độc đáo, có thể gọi là độc nhất vô nhị ở Nam Bộ. Bên trong còn chứa đựng nhiều hiện vật cổ có giá trị mỹ thuật cao, có niên đại từ năm 1919 trở về trước. Điển hình là bức Hoành Phi, nặng khoảng 800 kg, trên bàn thờ Phật ở chánh điện được chạm nổi song long và hoa văn dây leo sơn son thép vàng rất tinh tế. Trên bàn thờ chính của chánh điện còn có nhiều tượng, đặc biệt nhất là bức tượng đồng đúc lộng bộ cửu long, chín con rồng, với đường nét sắc sảo. Phía dưới bức tượng này là 5 bức tranh phù điêu gốm thể hiện 5 vị Bồ Tát đang cưỡi các linh vật. Trong chánh điện, ngoài bàn thờ Phật ở giữa, hai bên còn có bàn thờ các vị Bồ Tát. Phía sau các bàn thờ này trang trí 6 bộ tranh thiên thủ thiên nhãn vẽ ngược trên kiến rất có giá trị, có thể nói đây là bộ tranh cổ duy nhất của Nam Bộ. Mỗi bộ gồm 9 bức thể hiện nhiều tư thế của các vị Bồ Tát với đường nét thanh thoát, màu sắc hài hòa. Ở nhà hậu tổ cũng có nhiều cổ vật giá trị, nổi bật nhất là tấm Hoành Phi khắc lộng bộ ngũ long sơn son thép vàng và chiếc khánh thờ chạm lộng 5 lớp với đường nét tinh vi, sắc sảo. Vào những năm giữa thế kỷ 20, chùa Giác Hoa đã là nơi đông đảo Phật tử đến chiêm bái và hành hương, nơi đây cũng là trụ sở trường Phật học tăng ni lớn nhất ở Nam Bộ lúc bấy giờ. Và hiện vật đặc biệt liên quan đến sự kiện này là bộ mộc bản dùng để in sách bằng tiếng Hán còn lưu giữ nơi đây. Ngoài các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, chùa Giác Hoa còn có giá trị lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, ngôi chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh của người dân địa phương và người dân ở các nơi đến cầu tự, tham gia các hoạt động lễ hội thường niên. Đồng thời, từ năm 1940 đến 1975, ngôi chùa là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, nơi đóng quân của bộ đội 1046 và bộ đội Năm Chà, là địa điểm liên lạc của các cán bộ cách mạng, là nơi tập kết đưa cán bộ vào nội ô thị xã Bạc Liêu và căn cứ của thị ủy Bạc Liêu ở ấp Đông Hưng. Xã Vĩnh Hưng hoạt động như Trần Thị Mạnh, Ba Đảo, Nguyễn Văn Đằng, Hòa Thượng Thích Hiển Giác, Trần Thanh Hồng, Tư Hồng. Đặc biệt giai đoạn năm 1940-1951, cô Hai Ngó lúc còn sống đã ủng hộ cho cách mạng 40 tấn lúa, nhiều thuốc men chữa bệnh, văn phòng phẩm và nhiều đồ dùng cần thiết khác, với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, với những hiện vật còn bảo lưu cũng như những giá trị về lịch sử cách mạng. Chùa Giác Hoa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2001. Chùa Giác Hoa được xây dựng với diện tích hơn 700 m², kết cấu bằng gỗ, phần mái lợp ngói, phần kiến trúc phương Đông nổi bật với cửa sổ mái vòng. Bước qua cửa Tam Quan, bạn sẽ vào tới chánh điện, kết cấu chia thành 3 gian. Khuôn viên bên ngoài chùa Giác Hoa cũng được trang trí rất cầu kỳ, nhiều tiểu cảnh đẹp mắt. Nổi bật nhất tại đây là bức tượng Đức Phật Dược Sư cao 33 m, tính riêng bức tượng, còn tính cả nhà thờ từ mặt đất lên thì tượng cao đến 44 m. Chùa trồng rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, mát mẻ và thanh tịnh. Đi dạo một vòng trong chùa,
bạn sẽ bất ngờ trước sự đầu tư cảnh quan tại đây. Trụ trì cho trồng rất nhiều hoa, chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng nên mùa nào hoa cỏ cũng tươi tốt, khoe sắc lung linh. Đây đó là những hòn non bộ, tượng động vật, đá chạm khắc. Vô cùng độc đáo, bên trong khuôn viên chùa chúng ta còn bắt gặp hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát và bốn thầy trò Đường Tăng gắn liền với bộ phim Tây Du Ký. Ngoài ra, còn có hình ảnh một số loài động vật như voi, gấu trúc, khỉ, thu, chim két, cò vân vân, tạo nên một khung cảnh hội tụ vừa tĩnh, vừa động. Chùa Giác Hoa Bạc Liêu hay còn được gọi là chùa Cô Hai Ngó tọa lạc tại ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 6 km. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi dòng sông Châu Hưng. Từ quốc lộ 1 đi vào vài trăm mét, du khách phải qua một cây cầu mới đến được chùa. Chùa Giác Hoa có không gian rất đẹp nên nhiều người đến đây để chụp hình, đặc biệt là các bộ hình mang màu sắc tâm linh. Theo kinh nghiệm của Hoàng Việt thì mặc dù chùa không cấm việc khách thập phương vào chùa chụp ảnh, nhưng bạn cần lưu ý chọn trang phục lịch sự, kín đáo, đúng thuần phong mỹ tục. Trong quá trình tham quan chùa, bạn lưu ý không ngồi lên các bức tượng đặt trong khuôn viên chùa, không hái lá bẻ cành ảnh hưởng tới cảnh quan. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý không cười nói lớn tiếng, không xả rác bừa bãi. Chúc các bạn có một chuyến du lịch, hành hương đến chùa thật ý nghĩa ạ. Hãy đăng ký kênh Hoàng Việt, like, bình luận và chia sẻ video để cùng lan tỏa nhé quý vị. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong vlog tiếp theo ạ.